Rồi, chụp hình thumbnail thế nào? Chi, ôi sao tao thua vậy? Sao tao thua cái mặt này? Chi. Chi. Rồi. Hot, đúng rồi, hot. Đó. Rồi, hi, xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay thì thèm thịt gà, nấu cháo gà. Thèm quá cho nên nấu cháo gà ăn nè mọi người. Đó. Các bạn coi chén nước mắm nè, nhìn ngon chưa? Đó, chấm vô. Sao nhìn cái mặt nó vẫn tối ha. Thiếu đèn ở trên. Mâm mâm. Bốc ầm, ầm mấy con. Khó hả? Khỏi nữa hả? Rồi hết rồi. Giỏi quá. Hồi nãy trước khi em quay video thì em biết chứ sao vậy, Handy cũng ăn. Cho nên hết là ok rồi. Cái xong cái em múc một chén em để riêng cho nó nguội, để khi mà Handy ra là có cháo ăn liền nha mọi người. Cái này em làm chỉ đơn giản thôi, bắp cải trộn với giấm đường thôi mọi người. Bắp cải trộn giấm đường. Ngon quá. Hôm nay hai mẹ con có cái bóng đèn cho nên hả, tối quay tối được mọi người ơi. Mỗi khi quay ăn tối á, cái bóng đèn màu vàng này nó tối hùa. Thế thì ăn thịt gà không? Hả? Ăn rất là chỗ hả? Em lên đây khăn. Ngọt không mọi người. Gà này gà nuôi. Gà nuôi công nghiệp đó mọi người. Mà ăn thịt ngọt. Thịt nó cũng dây dây. Hết chưa? Hết chưa? Mẹ múc cho em thêm mới. Ăn hết chưa? Mẹ múc cho em cái mới nha. Trời ơi, rồi đưa cái muỗng này mẹ thổi cho. Thổi nha, hết. Chưa mẹ thổi hết. Rồi đó, ngồi rồi đó. Ăn đi. Hèn gì mời cô chú chưa? Có mời cô chú chưa? Mời cô chú nè, nè mời cô chú nè. Mời cô chú nè, mời cô chú. Thôi mời đi, mời cô chú. Nặng lắm. Ờ đúng rồi, mời cô chú, mời cô chú. Dở quá. Ngon quá. Ngon không con? Húp vô. Đúng rồi, húp vô. Húp vô miệng, ôm đi, đổ kìa. Đổ đó. Ôm đi, múc ôm. Rồi múc ôm, giỏi quá. Ngon quá. Múc từ từ thôi, múc từ từ thôi, nhiễu tùm lum.
Cái này em để thịt riêng với gỏi riêng. Tại vì ví dụ như cái thịt với gỏi này là mọi người để chung á, thì gia đình đông á, mình ăn trong ngày nó hết luôn thì tốt, mà nếu như mình ăn không có kịp á thì nó sẽ bị hư. Quá. Không ướp cái muỗng gì vậy? Tầm 7 nè. Nè, cắt thịt ra không? Thịt ra nha. Cắt, cắt. Rồi đó. Em ăn mà tới nỗi rau răm nó mọc không kịp luôn mọi người ạ. Hai ngày trước là ăn hộp gà lộn. Xong rồi á, hái vô ăn với bún đậu mắm tôm. Giờ tới cháo gà cơm mọc không kịp luôn, không kịp cho mẹ con em ăn luôn. Cái gỏi này nè là em có trộn giấm đường rồi, em ngâm cả 1 tiếng nha. Trong thời gian em chờ nấu cháo thì em trộn này trước cho thấm. Tầm đi con, múc ôm đi. Mẹ hết rồi nè. Ê, chết. Bé. Hết rồi. No. Cái muỗng này đâu có múc cái này được. Ôm, bỏ miệng ôm đi. Thằng Điền cũng dập vô. Đây cho mẹ. Thổi nè, thổi đi, thổi đi. Thở. Nghỉ hả? Nghỉ, nghỉ hả? Vậy mẹ ăn nha. Mẹ ăn nha. Chùi miệng. Cái miệng dính cháo không nè. Cái miệng dính cháo không? Đổ. Té. Ngồi nè. Vì cô chú vô kìa. Ngồi đi. Cô chú vô kìa. Đèn ba chỉ mẹ, đèn ba. Đèn mới mua của mẹ đâu? Đèn mới của mẹ đâu? Ừ. Cái đèn mới của mẹ đâu? Em no rồi mọi người ơi. Em hay thì nghỉ ăn rồi các bạn ơi. Có ăn nữa mẹ ăn hết nha. Nha. Đó. Rồi mẹ ăn hết chén cơm, chén cháo của con này à. Để bỏ tội lỗi. Đúng rồi, mẹ hư quá. Đúng rồi, mẹ hư quá mà. Đúng rồi, mẹ hư quá. Mẹ hư quá hả? Bữa nay làm tranh thủ làm cho nên không có quay cái công đoạn mà nấu ăn cho mọi người xem. Gấp quá tranh thủ tối rồi nấu ăn cái riết để ăn để ngủ sớm mơ còn đi học nữa. Cái này em ơi, đem một cái thu gô theo. Sáng sớm ăn ngon. Ăn theo kiểu mình ăn sáng rồi mọi người. Ở Việt Nam ăn thì ham lấy thịt gà, kiếm thịt gà ăn.
Còn qua đây ăn đi, lửa rau ăn không? Ốc cảnh nó giòn ngon quá. Thiệt luôn á, hết sạch. Ngon quá, nước nó ngọt, nước thịt gà nó ngọt.